Hương Hiếu xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Thật vậy, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, với những bệnh lý về mắt thì rất cần được phát hiện sớm để chữa trị kịp thời nếu không muốn dẫn đến nguy cơ mù lòa. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về một căn bệnh, đó chính là bệnh cườm nước. Vậy cụ thể, căn bệnh này với những triệu chứng như thế nào, cách phòng ngừa và điều trị ra sao? Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến ngay với một tiểu phẩm để xem người chồng trong tiểu phẩm này có những biểu hiện như thế nào để người vợ chẩn đoán là bệnh cườm nước nha. Mời quý vị cùng theo dõi. Hai. Chồng ơi, chồng ở nhà giỏi nha, giờ đi làm đó. Em ơi, em đi làm chiều về nhớ mua thuốc nhức đầu cho anh nha. Nhức đầu nữa phải không? Chấm nhức nữa đầu khó chịu á. Bởi mắt, vậy mắt con trái, đỏ mắt con phải, hai mắt đều đau hết á. Bởi vậy dặn hoài à, vợ dạy hoài mà có bao giờ chịu nghe đâu. Cái gì? Không, ý vợ nói là vợ dặn hoài mà không có nghe chứ không phải là dạy, hiểu không? Tối á, làm ơn ta ngủ sớm đi, cái thức khuya quá làm gì đó, bây giờ nó mới sinh ra cái bệnh nhức đầu đó. Đâu có đâu, tối qua em nhắc nhở anh đi ngủ sớm mà, 9 giờ anh đi ngủ rồi, sáng nay 7 giờ mới dậy mà. Quên, tối qua ngủ sớm mà quên. Em nói nghe nè, ở đây được nghỉ làm đúng không? Bây giờ chuông nghe không? Nghe lời vợ nè, bây giờ là vô trong nhà tắm rửa xong rồi ngủ một giấc cho nó khỏe nghe không? Tắm từ này cho xuống thôi chứ trên này đứng nhức đầu chắc không gội đầu được quá. Tao khỏi gội đầu tắm thôi, nhưng mà nó nghe nè, không có được tù năm tù bảy mà rủ bạn bè qua ăn nhậu rồi nghe chưa? Anh biết rồi, bệnh gì mà nhức đầu mà nhậu gì? Nhậu là về là em có dọn dẹp đâu đó. Thôi đi làm đi nha. Giờ vô nhà nghỉ ngơi đi nghe không? Chuông lắm á. Về trên quê ta khắp đất trời biển rộng bao la. Bạn Giang ơi, đi đâu nữa vậy? Tôi thiệt với anh nha, tôi chán dễ sợ, tôi rầu quá đi anh Hùng à. Vì đâu á, bạn bè thì cũng 5-7 ngày gặp một lần được rồi, chị đâu mà sáng qua ký một lần, chiều qua ký một lần, làm gì mà cái đeo cho chồng tôi hoài vậy? Bữa nay anh bệnh rồi, nó có tiếp anh được đâu, về giùm đi. Cái bà này kỳ ghê á, thì bạn bè bệnh thì tôi qua tôi thăm nó, mà làm gì ghê vậy trời, bà tôi thấy riết rồi, bà quá đáng quá, bà ngăn cái tình cảm của hai đứa từ tôi đó. Cái gì trời đất ơi, anh đừng có nói bậy nói bạn nghe chưa? Nói gì bậy vậy? Anh nói về hàng xóm ta nghe được rồi người ta đụng rần lên nữa. Cái gì đâu mà gì ngăn ca cấm tình cảm của hai người, anh làm giống như hai người là bê đê phải không? Bê đê, nói bê đê đi thôi đó, nó ra kìa. Có đâu, bầu ở đây ta nghi vậy đó. Ta nghi với cho chồng tôi còn xác nhận ta nghi kìa. Làm sao? Ủa nói vậy rồi hôm bữa bị cái bụi vô rồi cái nó sốn tới giờ luôn không hết hả? Tôi không biết phải bụi hay không mà từ bữa tới nay á, vợ tôi thổi mấy lần mà càng ngày nó làm như cục bụi nó càng nở ra bự hơn sao á. Dạ, mắt này phải không? Không, mắt ở đây nè bồ. Chà, cái này là hạt cát sa mạc đó nha. Trời đất ơi, chút xíu nữa chọt hai mắt trả luôn rồi bà làm gì la dữ vậy bà? Trời đất ơi, hai người làm cái gì vậy? Trời đất ơi, bạn bè tôi mà làm gì quan tâm còn trời chăm sóc còn không giống như là vợ chăm sóc cho chồng vậy đó. Nè, nãy giờ tôi nhịn bà lắm rồi đó, bà vừa phải thôi. Nhịn gì, tôi nhịn ông thì có đó. Bà mới lấy nó là bà không biết đâu. Trời ơi, gia đình hai bên tụi tôi là coi như là bạn từ nhỏ, ba má tôi là bạn thân ba má nó luôn á. Tôi nói thiệt bà đó, nếu mà tôi là con gái đó, ba má tôi gả cho nó rồi. Có tầm bậy tầm bạ không mà có gì đâu bà ấy. Cái tính nữa trời ơi, cái bà này thiệt tình á. Chồng qua đây, chồng qua đây ngồi với em. Thôi qua đây. Bồ đừng có giỡn vậy, vợ tôi không thích đâu. Với lại anh với tôi không là bạn thôi, có gì đâu mà. Anh ngồi đó nghe chưa? Anh đụng tới chồng tôi một cái nữa là tôi không có nể anh đâu, nghe chưa? Nghe bà chưa? Làm quá à. Bây giờ tôi nói cho hai người nghe, hai người thân tới cỡ nào tôi không biết, nghe chưa? Thân cái gì cũng thân vừa phải, thân có mức độ thôi chứ. Đó, bây giờ cái xóm này tao đồn rần lên nên mấy người đâu có nghe đâu. Xin tao đồn kệ người ta. Thì tôi nó bệnh rồi tôi quan tâm sức khỏe bạn tôi thôi. Làm gì thì ghê vậy? Quan tâm mà quan tâm trên mức quy định. Người ta nói mấy người cái tình cảm của mấy người không phải là tình cảm bạn bè bình thường mà là tình cảm trên mức quy định, hiểu không? Ui đê đại bê đê đi. Có sao không chồng, có sao không? Chưa. Sao bị đau sao vậy chồng? Sao kỳ lắm bầu ơi. Sao vậy? Hả? Nó nhức mắt bên trái, đỏ mắt bên phải, đau nửa đầu. Rồi hôm qua là ối, hôm nay là đau bụng nữa nè. Chết trời, là trời ơi, cái kiểu này là coi làm sao chứ là nữa. Trời ơi trời, thôi về đừng ngồi đây nè bà, ngồi đó được chưa? Ngồi đi, nói giùm tôi đi. Trời ơi trời, làm lố lăng không à? Trời ơi, lố gì quan tâm sức khỏe bạn mà. Im coi, tôi coi chồng tôi bị cái gì nè. Rần anh đang đau mà. Bạn có gì đâu mà em có cái gì trời ơi, anh còn binh bạn anh nữa hả? Bây giờ người ta đồn rần lên kìa, bây giờ tôi mà không lên tiếng mốt tôi mất chồng luôn sao? Bây giờ nhà nào chết rồi, anh mới nói cái gì trời, cái triệu chứng này chết rồi. Em nghi lắm nha. Em nghi lắm. Nghi gì? Cái này là bị bệnh gì biết không? Bệnh gì? Bệnh cườm nước. Ừ.
Rồi sao bà dám khẳng định bệnh là bệnh cơm nước? Thì đó, anh mới vừa nói nè, anh đau bụng nè, rồi bị nhức đầu nè, rồi đau mắt bên phải, đau mắt bên trái nữa nè. Đó, chết rồi, anh cái, ơi, nhưng mà tôi hỏi bà nè, cái bệnh cơm nước á, là cái bệnh gì mới được chứ? Là nổi hộp cơm ở trong con mắt hả, rồi nó chảy nước ra đó hả? Thôi, tôi thấy nước, nước chảy đâu. Khùng quá đi ông ơi. Khùng quá đi. Chồng ta đã bệnh rồi, ngồi nó bắt lát bắt xàm à. Sao biết bệnh gì, tôi biết bệnh gì, đến bác sĩ rồi. Vậy bây giờ sao đây anh? Bây giờ bị bây giờ anh giờ sao chắc sao nữa? Tôi ghét á. Có lẽ là nãy giờ tôi đưa nó là nãy giờ là bà không có gây lộn tôi là nó đang nằm ở bệnh viện nó cấp cứu rồi. Thôi thôi. Chồng đau bệnh mà có ở nó mà cứ ghen bóng ghen gió, đón già đón non này kia là này kia mệt bà quá. Thôi, đi. Bây giờ là tôi chở bà đi bệnh viện đi. Bà gì? Hả? Ô tôi chở bạn đi bệnh viện. Rồi đi. Rồi thôi. Bây giờ anh đứng đó cho tôi, anh đứng đó bỏ tay ra, bỏ tay ra không có đụng chồng tôi nghe chưa? Yeah. Nói cho anh nghe nha, bây giờ có chở đi bệnh viện tôi cũng là người chở chứ chưa có tới lượt anh đâu, tôi mới là vợ của anh hiểu chưa? Thôi bà giỏi, bà chở đi. Tôi không chở nữa. Đem chở anh đi nha. Cho vợ không? Nghe nè, thật ra là gì nè, anh cần Hùng chở nhanh đi, anh đau quá chứ không có gì hết trơn á. Chở nhanh đi cho chết. Chở đi. Cho chết luôn đây nè. Cái gì nữa bây giờ còn binh nữa hả? Bây giờ em chở không nhanh hả? Bộ chở thì xe nào cũng giống xe đó thôi. Thôi được rồi, giờ hai người chở cũng được, em chạy theo đi nhanh nhanh đưa đi bệnh viện đi. Không có hai người chở vậy, chỉ một mình em, duy nhất một mình em trong tim anh thôi. Rồi. Này nha, có ngày nhà tôi mà mất chồng là anh chết với tôi á. Bà nghĩ bà quá đáng ghê rồi, bạn bè vậy mà không hiểu à. Trời, hết chuyện nghi ngờ. Trời, nghi ngờ giới tính của tôi. Tôi nói thiệt hả? Từ ra sẽ tới là mấy người có chuyện gì tôi cũng không quan tâm đâu. Ủa dạ, 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 dạ. Ủa sao vậy Giang? Giang ơi, sao vậy Giang? Chuyện gì vậy Giang? Giang có sao? Đây, đây, biến cho tôi. Đây, thiệt tình. Quý vị thấy không, quả là một đôi bạn quá thân thiết đúng không ạ? Thân đến mức mà người vợ phải nghi ngờ về giới tính của cả hai người. Và bên cạnh đó thì như là người vợ chia sẻ, với những biểu hiện của người chồng, không biết có phải đó chính là những triệu chứng và dấu hiệu của căn bệnh cườm nước hay không như người vợ nói. Và để giải đáp những thắc mắc này, ngày hôm nay Phương Hiếu mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Bạch Tuyết, trưởng khoa lâu cơm Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh để có lời giải đáp cũng như những tìm hiểu về những thông tin của căn bệnh này nhé. Phương Hiếu xin chào bác sĩ ạ. Chào Phương Hiếu, chào các bạn xem truyền hình. Thưa bác sĩ, với những triệu chứng mà người chồng gặp phải được đề cập trong tiểu phẩm như là cộm ở mắt, nè, nhức đầu, rồi nôn ói nữa, đó có phải là bệnh cườm nước hay không? Và những biểu hiện cụ thể là như thế nào thưa bác sĩ? Thực ra thì những cái bệnh cườm nước hay còn gọi là glaucom. Và thường những cái cơn glaucom góc đóng cấp thì bệnh nhân có những cái cơn như là bệnh nhân nhức mắt, nhức 1/2 đầu và buồn nôn buồn ói. Dạ. Có thể trong những cái giai đoạn này thì bệnh nhân có thể nhìn thấy những cái hình xanh đỏ. Dạ. Đấy là một trong những cái mà người ta, các bác sĩ vẫn gọi là cơn góc đóng cấp hay là một cơn glaucom cấp mà sẽ làm cho bệnh nhân phải đến bệnh viện. Vâng. Và thường thì với căn bệnh cườm nước thì có một số khán giả người ta sẽ mơ hồ về cườm nước và cườm khô. Về cụ thể những căn hai căn bệnh này nó có gì giống nhau và có gì khác nhau và làm sao để phân biệt thưa bác sĩ? Thực ra thì những cái cườm khô thì nó lành tính. Cườm khô nó tiến triển theo thời gian. Những bệnh nhân trên khoảng 50 tuổi thì cũng có thể có. Và khi có những cái chỉ định bác sĩ mắt có chỉ định phẫu thuật thì thường là sau khi phẫu thuật xong thì cái thị lực của bệnh nhân rất tốt. Cái đấy thị lực tốt nhiều hay ít thì nó phụ thuộc vào cái đáy mắt của bệnh nhân. Còn cườm nước thì nó khác hẳn cườm khô. Cườm nước là một căn bệnh lý và những cái này người ta phải phát hiện, người ta cần phải chuẩn đoán sớm. Nếu chẩn đoán sớm thì chúng ta có thể điều trị rất là kịp thời. Khi mà nghe bác sĩ chia sẻ như vậy thì có lẽ là quý khán giả cũng rất là sợ nếu mà chẳng may mình mắc phải căn bệnh cườm nước này. Vậy thì cụ thể những nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh cườm nước là gì? Và có hay không việc yếu tố di truyền liên quan đến căn bệnh này? Và đặc biệt là những đối tượng nào thì dễ mắc căn bệnh này hơn thưa bác sĩ? Thực ra thì cái yếu tố di truyền cũng là một phần, nhưng không phải là tất cả. Và cái nguyên nhân của nó thì có rất là nhiều nguyên nhân để đưa đến glaucom. Ví dụ như những bệnh nhân có thể là có tiền sử gia đình, bố mẹ, anh chị em bị glaucom thì cũng có thể mình là một trong những người có thể có nguy cơ. Cao hơn. Cái thứ hai nữa là những cái bệnh nhân mà già, lớn tuổi và mắc những cái bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao huyết áp, Alzheimer thì cũng có thể mắc những cái bệnh đó. Cái thứ ba nữa là những cái bệnh nhân cận thị nặng hoặc viễn thị cũng có khả năng bị những cái bệnh đó. Và cái thứ tư nữa là những cái bệnh nhân có những cái chấn thương ở mắt cũng có thể có đưa đến glaucom nếu chúng ta không khám và phát hiện kịp thời. Và phát hiện kịp thời. Cái thứ năm nữa là một số những cái phẫu thuật ở mắt. Thí dụ như bây giờ tất cả những người lớn tuổi chúng ta có thể đi phẫu thuật phaco, mổ đục thủy tinh thể đặt kính, hoặc là những cái phẫu thuật mổ bong võng mạc
vitreous lens ở trên mắt thì cũng có thể dẫn đến glaucom, cho nên những cái đó chúng ta cần phải đi khám để bác sĩ có thể xác định. Dạ, rõ ràng là những đối tượng mà bác sĩ vừa chia sẻ nó cũng quá gần gũi, nó không đâu xa lạ. Cái độ tuổi 40 trở đi hoặc là những người đã có từng có những cái phẫu thuật hay cái động chạm vào vùng mắt thì chúng ta cũng nên quan tâm đến căn bệnh cườm nước này. Vậy thì thưa bác sĩ, Phương Hiếu đang thắc mắc là với y khoa ngày càng tiên tiến hiện nay thì không lẽ là không có phương pháp điều trị nào để triệt để và phục hồi lại nhãn lực 100% hay sao ạ? Thực ra thì cái vấn đề điều trị cườm nước chúng ta phải phát hiện sớm. Yeah. Phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đó là một trong những cái khẩu hiệu của các bác sĩ glaucoma. Yeah. Làm sao chúng ta có thể phát được hiện được sớm bệnh nhân trong cộng đồng, chứ chúng ta đừng để bệnh nhân trở thành mù lòa rồi chúng ta mới điều trị thì cái đó cũng nói chung kết quả không được nhiều. Yeah. Nếu chúng ta phát hiện sớm được thì chúng ta có thể điều trị bằng thuốc của bệnh nhân. Bằng thuốc. Thuốc có thể chúng ta có thể phối hợp một thuốc, hai thuốc hoặc ba thuốc. Và nếu khi thuốc mà cái nhãn áp của bệnh nhân không điều chỉnh thì chúng ta có thể là xem xét đến cái vấn đề laser trên bệnh nhân này, có thể dùng laser được không. Yeah. Và khi laser và thuốc chúng ta không điều trị được nữa thì lúc đấy chúng ta có thể là đưa đến phẫu thuật. Yeah. Và sau khi phẫu thuật xong thì chúng ta phải theo dõi, dặn dò bệnh nhân một cách cẩn thận. Chúng ta sẽ theo dõi cái nhãn áp của bệnh nhân và có thể can thiệp kịp thời, có thể là thêm thuốc hoặc là có những cái biện pháp tiếp theo. Dạ, như vậy thì một số lưu ý để quý khán giả ở nhà có thể chăm sóc người thân mình một cách tốt nhất nếu chẳng may vướng phải căn bệnh cườm mắt này. Xin mời bác sĩ. Thực ra những cái người đã bị cườm nước thì điều quan trọng nhất là người ta phải tái khám định kỳ để bác sĩ có thể kiểm tra cho bệnh nhân cái nhãn áp, kiểm tra thị lực. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể cho làm những cái OCT thị trường HRT thì chúng ta có thể là theo dõi được và có thể can thiệp kịp thời nếu như chúng ta thấy cần thiết. Còn việc chăm sóc bệnh nhân thì thực ra tất cả cũng giống như đối với tất cả những cái bệnh nhân mà mắc những cái bệnh mãn tính, thì cái vấn đề là thể dục, rồi là mình có một cuộc sống lành mạnh, ăn uống nhiều trái cây. Đặc biệt trong những bệnh về mắt thì các bạn có thể ăn tất cả những cái gì có màu đỏ. Yeah. Màu đỏ, ví dụ như cà chua, cà rốt, bí đỏ, yeah, củ dền, thì cái đó có rất là nhiều beta carotene có thể bổ cho mắt. Dạ. Yeah. Bên cạnh đó thì mình uống thêm thuốc bổ để bổ mắt thì có được không thưa bác sĩ? Thực ra thuốc thì cũng tùy thuộc vào sự chỉ định của các bác sĩ. Chứ chúng ta có nhiều người cứ nghĩ thuốc này thuốc kia tốt. Yeah. Nhưng mà nên có sự chỉ định của bác sĩ để chúng ta uống một cách đúng nhất. Và yeah, nó cũng không lãng phí. Dạ. Yeah. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Bạch Tuyết, trưởng khoa lô cơm đến từ Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa gửi đến những thông tin vô cùng thiết thực xung quanh căn bệnh cườm nước ở mắt để quý vị có thể phòng ngừa cũng như điều trị và chăm sóc tốt nhất những người thân yêu của mình nếu chẳng may vướng phải căn bệnh này. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay, và nếu như có những thắc mắc, những đóng góp ý kiến hoặc là những câu hỏi cần bác sĩ chương trình tư vấn thì quý vị đừng quên hai cách rất quen thuộc của chương trình. Cách đầu tiên, quý vị gửi trực tiếp đến đơn vị sản xuất chương trình, đó chính là công ty tiếp thị truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9 đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Và cái thứ hai, đó chính là quý vị gửi câu hỏi và những thắc mắc đó đến địa chỉ email của chương trình ct.cuoivuisongkhoe@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi để bảo vệ sức khỏe của chính mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Hội quán V23, tọa lạc ở số 23 đường Hai Bà Trưng, thuộc tổ 5 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh. Đây là mô hình cà phê 3-1, lần đầu tiên xuất hiện ở một vùng nông thôn, đã và đang thu hút đông đảo các bạn trẻ tìm đến thư giãn sau những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Tại đây với một không gian thoáng đẹp, tĩnh lặng, xanh cũng không kém phần lãng mạn, được gia chủ bài trí khá tiện ích như thế này.